nó là thừa kế từ dòng 5000 nha các bạn, 5000 VN á. À, 5018 đó nha các bạn. Đang chạy xứ nước. Ở đây là Tăng Thạnh, Phú Tân, An Giang nha. Đây, siêu nhân gao của sông Hào. Đã chưa tốc độ luôn nè. B. Đó. Bánh bờ. Bờ có một bên nè. Bánh bơ này, bánh lòng với bánh bơ thì bánh này nó lọt đất cho mà coi, lọt bùn cho mà coi. Đây, 5018 nha các bạn. Cái dòng này thì phải nói là quá phổ biến, quá nhiều đi. Mấy hôm nay mình cũng có duyên mình gặp nhiều lắm. Chủ yếu là bánh bơ. Bơ kiểu này thì bơ có một bên này, chứ không phải bơ hai bên. Ô này cũng khá lớn, sớ cũng phê đó nha. Mấy ô dây chạy đã lắm. À, 5018 này thì máy V2403 nha các bạn. Cái này mình cũng nói hoài đó, nhưng mà nói tới nó lui. 2403 50 mà lực. À, 4 máy đó, 2403 là chung máy 6040 nhưng mà không có turbo. Mình thì vẫn hay gọi nó là phiên bản thu nhỏ của 6040 đó. Nó nãy nhìn từ xa ở trên này xuống tưởng là 4708 không à. Gần gần xuống này mới thấy là 5018. 4708 thì máy 2403 nha các bạn. 4708 mình chung máy với 4508 đó. 5018 này thì nó mạnh hơn 4708. Mạnh hơn 3 mã lực. Năm 2018 này nếu mà độ turbo rồi nó lên 60 mã lực là bằng 6040 á. 2403 này cũng không phải gọi là độ, gọi là gắn turbo của 6040 vô được. Ôi rồi cái bánh đó nó tạt nước. Cái đó là cái bánh lòng chứ đâu bánh bơ. Nó cái đâu phải cái gan bánh bơ đâu, gà nó gà bánh lòng. 5018 này bây giờ nó hiện diện là đầy đồng, thậm chí là nó muốn lăn lướt 6040 luôn mà, do đất càng ngày càng lún đó các bạn. Cho nên cái dòng 5018 thuộc dòng nhỏ, nó gọn hơn 6040, nó nhẹ hơn 6040, cho nên là người ta bắt đầu theo chủ nó nhiều hơn. Ảnh nặng hình như đâu cũng một tấn tấn tư hay gì đó. Hú rồi, nghe hú. Hú đặc chân. 5018 này mình nghe hú nhiều, hình như là số 1, số 2. 6040 thì bị số 4. 7040 thì không biết số mấy. Nói chung cái bệnh hú số này là cái bệnh đặc trưng của cái dòng Kubota. Nó mình phải nói là cái nết này nết nhanh nè các bạn. Con 5018 này á, chạy hầu như lần đi đồng nào cũng chạy, tài nào chạy là thấy cũng chạy nhanh nhanh không à. Anh xuống bùn xuống lầy đồ, anh mang bên bờ anh bư lắm nè, anh wow kìa lắm. 5018 này nè, anh nhẹ cái anh lướt nhìn phơi lắm. Máy này còn mới ghê ha. Nãy giờ mới để ý. Mới cáo luôn.
Đường sớ này mét mét sáu hay gì. Mét sáu phụ bì quá. Nước không cho nên mà đất sớ hơi khó nhìn nha các bạn. Năm 2018 này thì mình thấy nhiều đa số là chạy sớ với chạy quán gom. Ít có thấy ủi lắm. Nó ủi cũng ba cháy bò chét á, ủi cũng khiếp lắm á. Năm 2018, 4708, hai cái dòng mà phải nói là dễ lẫn, dễ nhầm lẫn nếu mà nhìn từ xa. Năm 2018 này cũng có thể nói nó là thừa kế từ dòng 5000 nha các bạn, 5000 VN đó. Cả hai đều là 50 mã lực đó. Nhưng mà dòng 5000 VE nó là dòng M, dòng này dòng L. Dòng kia thì ngừng sản xuất do bị lỗi. Dòng này thì đời mới. Đời mới mà do là dòng L dòng nhỏ nó cho nên nó linh hoạt hơn cái thằng 5000. Nó là nó nhanh hơn đó. Cái dòng 5000 nó phải nói là cũng hơi tiếc cho nó là nó bị ngừng sản xuất với là bị lỗi thu hồi rồi đó. Chứ cái dòng đó thật ra nó cũng ngon lắm á. Dòng nó thuộc dòng em cho nên nó sơ khô nhìn cũng đã lắm. Như với đất mà nước như vậy nó chạy sớ cũng đẹp lắm nè. 5000 nó thì cũng máy V2403 luôn. Chung máy 6040, chung máy 5000 này, chung máy 5018 này luôn. Được phân nửa rồi đó. Sông Hào này bán khí thế rồi. Cái tiệm cắt mặt ra đấu đầu máy là cái tiệm Tài, là cái tiệm nó ngang Sông Hào này nha các bạn. Trong cái nhóm Miền Tây TiVi mình có đăng mấy cái số điện thoại có mấy cái tiệm mà đấu đầu sửa máy đồ đó ở khu vực An Giang mình rồi nè, với mấy cái xưởng mà đóng máy cộ máy xích đồ đó. Mấy hôm nay mình quên giới thiệu cái nhóm đó nữa. Với lại anh em nào mà có thắc mắc gì muốn hỏi mình đó thì cứ vô nhóm và đăng thì mình trả lời nhanh hơn. Do cái mục tin nhắn của cái trang Miền Tây TiVi mình nó bị khùng. Bà mẹ nó tin nhắn người ta gửi tới mà bấm vô coi nó không hiện, nó chắn nhách à. Mà vẫn thông báo tin nhắn bình thường. Cho nên cũng làm nhiều anh em thất vọng. Mình không phải gành gì máy gì nhiều nhưng mà hỗ trợ anh em được là hỗ trợ tặng găng luôn. Bởi vậy cũng nhiều anh em nhắn tin hỏi nhưng mà mình bỏ qua quá nhiều, thì phải nói là quá nhiều luôn. Mấy chục tin nhắn mà không xem được. Tới lúc xem được thì nó quá trễ, nó trễ đâu cả tháng chờ. Giờ này dàn hãng luôn hay gì á.
2018 này đa số mình quay được số nước, số khô, nhưng ít quay số khô, quay được có 1 lần một. Đường này nữa là gòi bên đây rồi đó, phần nửa rồi đó, hơn phần nửa rồi chứ, để tính luôn 4 vòng bìa nữa. Ừ, vòng bìa là 4 vòng.